Trước mắt các bạn đang thấy đó là một cái đường ray xe lửa, nhưng mà tí nữa thôi xe lửa Thomas the Train sẽ đi ngang qua đây. Và các bạn có biết gì không? Mình đang đứng tại nơi ở của Thomas the Train. Đó, các bạn thấy cái đường hầm đó không? Xe lửa này đi vào tí nữa thôi sẽ bị Thomas the Train nó ăn thịt. Chắc chắn 100%. Ăn cái xe chứ xe này làm gì có thịt các bạn. Rồi, mình tí nữa thôi mình sẽ đi vào trong đây. Và các bạn nhìn đây, thấy gì vô? Đây là cái biển của Thomas the Train nó để cảnh báo rồi, nhưng mà cái xe lửa này không tin các bạn, cho nên là chắc chắn 100% xe lửa này sẽ bị nó ăn rồi. Trước khi vào trong cái đường hầm đó đó thì mình sẽ review trước cho các bạn coi xung quanh nó có những gì. Thì đây nó có những cái xe nè các bạn, chỗ này chỗ đậu xe mà có cả xe bò ở đây luôn nha các bạn. Ở đây thì rất là nhiều loại xe luôn, tại vì mình nghĩ là những cái người ở xa người ta tới á, người ta muốn gọi là đi vào nơi ở của Thomas the Train. Còn trong đây là cái nơi bán gọi là bánh đó, bánh đồ nữa quá trời luôn các bạn. Wow, tuyệt vời. Còn bên đây là máy pha cà phê nè. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều pizza này nọ. Đúng rồi. Thêm một cái điều quan trọng nữa là các bạn muốn gọi là vào được trong nhà của Thomas the Train á, các bạn phải gọi là mua vé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là mua một vé đi. Mình nghĩ là mình mua vé một người thôi các bạn. Rồi, ok, để mình bấm vô đây. Rồi, xong. Bây giờ, xe lửa gì siêu nhỏ vậy? Rồi bây giờ đi ra ngoài thôi các bạn. Còn chờ gì nữa mà chúng ta không gọi là chuẩn bị lên đường thế nào? Let's go. Ủa, chuyến xe này là gọi là chỉ có một người thôi à? Chuyến xe này có 10 người nè các bạn. Ồ, mình lên chuyến xe này 10 người đi cho nó đông các bạn ơi. Rồi, bây giờ sẵn sàng đi. Mấy cái xe lửa này á, nó có chuyện cảnh báo hết rồi mà không tin. Bây giờ đi vô trong đây chắc chắn sẽ bị Thomas ăn cái xe chắc chắn luôn. Rồi mọi người ngồi sẵn sàng đi, chuẩn bị lên đường thôi các bạn. Mình đã vào trong rồi đây. Các bạn thấy cái xe lửa này không? Hồi nãy mình vừa mới gặp luôn. Bây giờ á, thì chúng ta sẽ đứng ở đây đợi. Đợi gì thì mình chưa biết. Nhưng mà quan trọng bây giờ á, thì chúng ta... Ê, cái đường này quen nha. Hình như... Đúng rồi. Hồi trước mình có vô cái đường này một lần. Mình đã gặp Thomas.x. Chính xác rồi các bạn. Cái xe lửa này để chặn đường tụi mình nè. Oh my god. Hình như đây là phiên bản mới thì phải. Để mình xem coi đúng phiên bản mới hay không. Nhưng mà khoan, các bạn thấy cái đường hầm tối đằng kia đó, bắt đầu nó màu đỏ lên rồi. Xe lửa gì vậy? Xe lửa gì vậy? Từ từ, mình sẽ lại gần xem. Từ từ, đèn pin lên các bạn. Mọi người từ từ, đứng ở đây. Thomas.x. Oh my god. Chạy, chạy thôi anh em. Trời ơi, đừng có để nó gọi là tiến gần lại mình. Nó không, nó ăn mình luôn đấy. Xe lửa mà nó còn ăn được mà. Các bạn thấy không? Đây là những cái chiếc... trời ơi, cái nón này của ai đây? Ui, nó rồi. Kìa, nó đằng sau lưng kìa. Nó chạy rất chậm nha các bạn. Nhưng mà tí nữa nó sẽ tăng tốc. Bây giờ mình mở đèn pin lên để nhìn thấy cho nó rõ. Đây, phải leo qua mấy cái thùng này. Trời, cái xe lửa hồi nãy nè. Ui, người lái xe. Ui, thôi không được, không được, không được. Chạy thôi các bạn ơi. Cái gì? Nó nổ nữa à. Chính xác là nó đã làm hư mấy cái xe này rồi các bạn, mấy cái xe lửa này nè. Rồi bây giờ làm sao để chạy đi. Lần này phiên bản, lần này phiên bản mới hoàn toàn luôn, nó sẽ khác hoàn toàn phiên bản cũ lần trước nha các bạn. Ơi trời, cửa. Ui, ghê quá. Ui các bạn nhìn là tan nát hết luôn. Mọi người chạy đi. Có cái thùng lần trước mà nó. Lần này mình sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Bây giờ là Thomas the Train nó đang tới rồi. Chuẩn bị chạy thôi anh em. Lần này mình chạy trước. Nhớ là né những cái thùng kia ra nha. Những cái thùng nguyên liệu á. Cái này phải cái thùng nguyên liệu không? Không phải, cái này là mấy... đúng cái thùng nguyên liệu này. Nhưng mà nó không có bị làm sao nha. Hồi đó mình đụng cái thùng nguyên liệu của nó nổ bạn. Ảo, ảo quá ảo. Thôi rồi, chạy không có nhiều nữa. Các bạn biết cái này là gì không? Đây là những cái bánh xe của xe lửa nè. Mở đèn pin lên cái thấy nó mới rõ. Đây, zoom vô nhà các bạn thấy được tình trạng nó như thế nào rồi, thấy chưa? Đây nè mấy đứa, nhìn đây nè, xe lửa nè. Ủa, ghê chưa, tan nát hết. Phiên bản mới hoàn toàn nên là nhìn nó gọi là ghê hơn. Và cái đặc biệt là bánh xe lửa nó bay. Nhìn ghê thiệt. Ôi từ từ nha, đừng có chạy vô lửa nha. Đi đường này nè, để dẫn đường cho. Tôi là tôi mới đi được gọi là một đoạn nên tôi biết cái đoạn này như thế nào. Nhưng mà đến đoạn kia thì mấy ông đi trước thì tôi đi sau. Ồ mà không được, mình mà đi sau lỡ Thomas the Train đuổi theo mình rồi sao? Không được. Đây. Những cái thùng này mà không ai biết á, đụng vô một cái là xác định tụi mình chạy trước. Đây nè các bạn nhìn nè. Đó, thấy chưa? Oh what? Ê đừng, cẩn thận coi chừng ngoài hành tinh. Cẩn thận đi mà. Ngoài hành tinh đây. Không đùa được đâu. Rồi, trời ơi Thomas the Train đang tới rồi các bạn. Đang tới rồi, đừng có đẩy. Đừng có đẩy, làm ơn đi please. Thôi không được, không được, không được. Mình sẽ phải. Ui trời. What đâu kìa. Ui, đừng đùa nha. Ok, qua được rồi. Yes. Thôi, Thomas A.S sẽ gọi là ăn Thomas the Train rồi các bạn. Đấy. Rồi. Wow. Cái gì đây? Một cái... À, cái này đường ray xe lửa nhưng mà nó theo kiểu dạng xoắn ốc.
xoắn ốc nhìn ghê thiệt. Quay cái này mà Thomas đời Thomas.x mà nó chạy vô đây á, mà nó xoắn theo xe lửa, nó xoắn theo cái đường này thì mình nói phải gọi là đỉnh của chớp. Xoắn theo không? Hay nó chạy thẳng luôn? Mình nghĩ nó chạy thẳng chứ nó không xoắn theo đâu các bạn ơi. Ui nó xoắn theo luôn kìa. Oh wow wow wow. Mấy bạn ơi đợi tôi với mấy bạn ơi. Ôi trời ơi các bạn, chạy trước á thì mình phát hiện được những cái ui. Các bạn nhìn nè, đó, thấy ghê chưa? Đây là Thomas the Gen. Ôi nó chạy theo hình xoắn ốc luôn mới ghê chứ. Thôi để tôi mấy my friend. Mình chạy sao kiểu này thấy căng quá. Đây nè, từ mấy cái thùng này nó nổ. Mấy thùng này nổ nè, né ra để mình zoom ra mình nhìn cho nó dễ. Ôi, mấy thùng này nổ nha, các bạn nhìn nha, màu đỏ là nổ nha các bạn. Còn mấy cái thùng bình thường nhìn không có màu nè, là nó sẽ hồi không nổ đâu. Đi qua. Ui cái này có nhìn nhây. Nhanh lên, phải nhanh lên mới được. Mấy bạn kia đợi tôi với mấy bạn ơi. Mấy bạn, rồi kẹt rồi đúng không? Rồi xong luôn, cãi mấy bạn á. Mấy bạn quốc, giờ sao đây? Go, đây, no, lẹ lên. Trời ơi, còn ngắt xỉu luôn, sợ quá, xỉu luôn rồi các bạn. Đường này, nhanh, chạy đi bạn, còn nằm ở đó nữa. Uầy, ghê quá, kìa xe lửa tới kìa. Không được, đường này nè, đường đó sai rồi, đường này nè. Trời ơi, rồi xong, bạn kia bị xe lửa này nó không biết, các bạn, nó không biết đây là nơi ở của Thomas the Gen, cho nên nó chạy thẳng vô luôn. Và bạn kia gọi là xong luôn rồi, xe lửa nó ủi rồi, còn đâu nữa. Rồi bây giờ nè, Thomas the Gen rồi, ủa nó mất tiêu rồi. Hello, where are you? Oh my god, chạy, nó kẹt tôi, nó không cho đi. Trời ơi, giờ sao, nó không cho đi bà con ơi. Nó tới rồi kìa, nó tới rồi, chạy. Mấy thanh niên này sợ quá nè, run. Ôi, hên quá mình không nhìn lại, xém tí nữa mình bị hù rồi. Run. Ôi, các bạn nhìn nè, thấy gì chưa? Thomas the Gen. Cái đường này thì các bạn thấy là nó chạy gọi là kinh khủng như thế nào rồi, các bạn thấy rồi đó. Ui, ý thoát rồi đúng không? Yeah, chuẩn bị thoát rồi bà con ơi. Yes. Ui, hết rồi. What? Gì vậy? Hú hồn luôn á. Gì đây? Cảnh giác với... Ui, đừng có đẩy tôi. Ui, mình ra ngoài vũ trụ luôn rồi. No stop now, run. Ui, nó kêu mình là đừng dừng lại và hãy chạy ngay bây giờ. Có cả những cái gọi là xe lửa chạy vào vũ trụ luôn mà. Ui ảo quá các bạn ơi. Don't stop. Đừng dừng lại. Ui đi tiếp. Vô. Ui mình thấy màu xanh rồi. Yes, thoát rồi anh em ơi. Ây da, tuyệt vời, thoát rồi. Anh em đi thôi. Yeah. Ui thác nước ở đây thì tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ôi nhưng mà mình dừng lại không. Ơi, no. Trời, như các bạn cũng đã thấy rồi đó, trong cái gọi nơi ở của Thomas the Gen nó toàn là những cái bẫy không mà, kể cả mình mà còn bị gọi là dính bẫy nữa mà, gần gọi là ra ngoài được rồi mà còn dính bẫy nữa, bó tay luôn. Đây nè, cái đoạn này dính bẫy nè, lo nhiều chuyện, nhìn đi đâu á, chỗ này cái cầu này nó bị gọi là nó bị tách ra, nó không có liền được, là mình nhìn mình cứ tưởng là nó liền lại, ai ngờ đâu nó bị tách ra các bạn. Đây cái đoạn này phải đi vô đây nè, tôi chừng rớt bạn ơi, giống tôi nãy giờ đẩy tới chưa tôi rớt rồi mà. Người nào mà gọi là chưa có kinh nghiệm là coi như ơi cái cầu này nó bị làm sao vậy. Ôi trời ơi, hên quá, suýt tí nữa là xong rồi. Tất cả là tại Thomas.x thì nó làm nè các bạn. Ồ, ánh sáng của tự do đi rồi. Đố mà đuổi được theo tôi nè, đuổi theo tôi nè, đèn pin nè. Ê, hồi không dám nhây đâu, mình ngẫm hai lần rồi mình không dám nhây lần nữa đâu. Ở cái gì đấy? Why? What? Hết rồi. Các bạn thấy không? Nó mới hoàn toàn. Ơi cái chỗ này nó tối thui vậy con chừng nha. Cái gì mới chạy ngang qua vậy? Cái gì đấy? Ui, đây rồi, ánh sáng rồi. Cứ chừng đến khúc cuối rồi, khúc này chắc khúc cuối rồi các bạn. Chắc là gọi là ra ngoài được rồi. Nghe ông, phiên bản hoàn toàn mới, đáng sợ thật sự. Yeah, ra ngoài rồi anh em ơi. Ok. Ủa, sao Thomas the Gen lại ở đây? Thomas.x đâu? Oh my god. Hello. He, làm. Oh, wow.
Xe lửa này nó không thấy Thomas the Train các bạn. Và cái kết là nó hút banh cái Thomas the Train luôn rồi. Ủa rồi đâu rồi, gương mặt của Thomas the Train đâu? Mình sẽ cho các bạn thấy được rõ gương mặt của nó. Đây, gương mặt của nó này các bạn. Oh my god. Yeah. Trở về lại chỗ nãy rồi. Vậy là mình đã cho các bạn thấy được nơi ở của Thomas.x. Cùng với đó là Thomas.x đã bị tiêu diệt rồi. Thôi mọi người về hết đi. Thomas.x bị tiêu diệt rồi, mọi người đừng có ở đây làm gì nữa. Về hết đi. Wait, what? Cái gì đây? Thomas the Train kết hợp với con nhện nè. Cái này là bộ gọi là bộ skin người ta gọi là hóa trang thôi các bạn. Nhưng mà mọi người về hết đi, Thomas đợi xem bị tiêu diệt rồi, không có gì để coi đâu. Và cảm ơn các bạn xem video này nha. Mình nếu tay đừng quên để cho mình một like, đừng cứu mình sẽ xem mình cảm ơn kéo nếu bạn phải chỉ muốn mình nha. Và đây, nhìn kỹ lại nha. Nếu mà các bạn gặp cái đường ray này thì các bạn biết đây chính là đường ray đưa các bạn tới nơi ở của Thomas the Train nha. Nhớ nha các bạn. Và hẹn gặp lại sau. Bye bye.